Bạn có tin được không? Một chiếc quần bò cũ và rách được ra đời từ tận thế kỷ 19 lại được đấu giá lên đến hàng tỷ đồng. Điều gì đã khiến chiếc quần này có giá trị đến như vậy? Ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình tìm hiểu nhé! Michael Harris tự nhận mình là nhà khảo cổ học denim đã tìm thấy chiếc quần bò cũ ở miền Tây nước Mỹ. Chiếc quần có niên đại từ những năm 1880 mà Michael Harris phát hiện ở một khu vực mỏ hoang và được bán với giá kỷ lục trong một cuộc đấu giá ở New Mexico. Được biết, Michael Harris đã tìm kiếm trong ít nhất 50 mỏ bỏ hoang suốt 5 năm mới phát hiện ra chiếc quần cũ trong tình trạng mềm nhưng khá nguyên vẹn. Không ai biết chiếc quần hơn 140 năm tuổi đã bị bỏ quên trong khu mỏ bỏ hoang đó bao lâu hay chủ sở hữu ban đầu là ai. Zip Stevenson, người đam mê đồ denim cổ điển sinh sống ở Los Angeles, Mỹ cho biết chiếc quần bò này thuộc dạng cực kỳ hiếm, chiếc quần vẫn giữ nguyên được kích thước, tình trạng khá nguyên vẹn. Stevenson đã điều hành một cửa hàng sửa chữa denim ở Los Angeles trong gần 3 thập kỷ, nhưng ông chưa bao giờ tìm thấy một chiếc quần nào giống như thế này. Chỉ có một vài chiếc quần cùng với thời chiếc quần bò này còn tồn tại đến ngày nay. Biển tên thương hiệu Levi's vẫn còn ở cặp quần. Giá cuối cùng Zip Stevenson bỏ ra để sở hữu chiếc quần cũ này là 87.000 USD, tương đương khoảng 2,1 tỷ đồng, vượt xa kỳ vọng ban đầu của mọi người. Được biết, đây là một trong những mức giá cao nhất cho chiếc quần bò cũ tại phiên đấu giá trên thế giới. Hiện tại, chiếc quần cũ này đang được đặt tại khu lưu trữ ở Los Angeles để mọi người có thể ghé thăm và chiêm ngưỡng. Còn các bạn thì sao? Các bạn có quan điểm như thế nào về giá trị của chiếc quần này? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình biết nhé!